anh, các chị, các bạn đồng nghiệp, các thầy cô thì là được sự cho phép của hội y học. Thì hôm nay tôi xin trình bày một cái vấn đề cũng rất là thường gặp hiện nay, đó là bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà chúng ta sẽ gọi tắt là GERD, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống như thế nào. Thì như chúng ta đã biết thì một cái khảo sát gần đây ở Hoa Kỳ thì cho thấy rằng là những bệnh nhân bị GERD thì có thể ảnh hưởng ban ngày hoặc ban đêm, có thể xuất hiện ban ngày và ban đêm, nhưng đến 63% trường hợp thì bệnh nhân họ ghi nhận rằng họ có những cái GERD về ban đêm và nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ. Và có 40% bệnh nhân GERD thì ghi nhận rằng nó có ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái cuộc sống, tức là ảnh hưởng đến cái chức năng ban ngày, ngay ngày hôm sau do họ bị mất ngủ. Và khi như chúng ta đã biết thì khi mà nó có những cái chuyện, khi mà những cái bệnh nhân mà có những cái rối loạn giấc ngủ, tức là ảnh hưởng về chất lượng và ảnh hưởng về cái chất lượng và ngay cả cái thời gian ngủ á, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả như bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, những bệnh nhân cảm thấy thay đổi về vấn đề tâm trạng ha, những vấn đề về trí nhớ cũng bị ảnh hưởng, hoặc là khả năng tập trung và những cái ảo giác. Bên cạnh đó thì là khi mà nó chúng ta ngủ không đủ á, tức là có rối loạn về giấc ngủ, thì nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, tức là ảnh hưởng đến những cái hệ trong cơ thể của chúng ta, ví dụ như khả năng mà nhận thức của chúng ta là giảm này, chúng ta cái mức độ lo âu chúng ta sẽ tăng lên, cái nguy cơ bị stroke tức là đột quỵ cũng tăng lên, nguy cơ đái tháo đường tăng lên, những cái triệu chứng liên quan đến vấn đề trầm cảm cũng tăng lên, nguy cơ ung thư vú, hay ở đây một cái đặc biệt nguy cơ ung thư vú cũng là phụ nữ cũng tăng lên, nguy cơ đặc biệt là nguy cơ bệnh lý tim mạch và tăng cân. Và ngoài ra không những cái GERD này nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà gần đây thì người ta thấy rằng ngay cả cái giấc ngủ mà không có đủ á, có cái rối loạn giấc ngủ á, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề GERD. Thì đó là cái lý do mà ngày hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn với các cái nội dung liên quan đến bệnh trào ngược dạ dày thực quản, vấn đề rối loạn giấc ngủ và vấn đề chất lượng cuộc sống, bao gồm những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ định nghĩa và chúng ta coi xem cái dịch tễ của cái GERD ban đêm mình nó như thế nào. Thứ hai là chúng ta ôn lại chút xíu về cơ chế bệnh sinh của GERD. Và cái ban đêm khi chúng ta ngủ á, thì cái sinh lý này của thực quản nó có thay đổi như thế nào. Kế tiếp là mối liên quan giữa GERD và giấc ngủ. Đây là mối liên quan hai chiều ha. Chúng ta sẽ tìm hiểu những cái nghiên cứu kết quả của nó để chứng minh rằng là giữa GERD và giấc ngủ là một cái mối liên quan hai chiều. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hậu quả của những cái trường hợp trào ngược về đêm thì nó gây ra những cái hậu quả gì. Bên cạnh rối loạn giấc ngủ thì nó còn gây ra những cái ảnh hưởng gì nữa. Và cuối cùng là chúng ta sẽ vào cái phần khá là quan trọng, đó là vấn đề điều trị đối với những trường hợp mà GERD về đêm. Đầu tiên thì là định nghĩa. Đây là một cái định nghĩa khá là cũ rồi ha. Cho chúng ta thấy là GERD về ban đêm hay là GERD về đêm là nocturnal GERD á, khi nó có hiện diện một trong những cái vấn đề sau mà trong vòng 3 tháng trước đó. Thứ nhất là bệnh nhân này thức giấc về đêm do những cái triệu chứng về GERD. Thường là những cái triệu chứng mà gây thức giấc về đêm, ví dụ như ở nóng á, ở nóng và trớ, tức là những cái triệu chứng điển hình của GERD. Thứ hai là bệnh nhân có thể thức giấc về đêm do những cái triệu chứng khác không điển hình, ví dụ bệnh nhân ho, bệnh nhân ho hoặc bị sặc, hoặc là bệnh nhân có những cái trớ lên những cái vị chua và đắng, thậm chí có thức ăn. Thứ ba nữa là bệnh nhân có những cái triệu chứng về GERD khi bệnh nhân nằm ở tư thế nằm ngửa. Và thứ tư là bệnh nhân thức giấc vào buổi sáng, tức là thức giấc vào buổi sáng thứ phát sau khi có các triệu chứng về GERD, tức là bệnh nhân cái giấc ngủ của bệnh nhân á, bình thường ví dụ như bệnh nhân có thể ngủ được là 7-8 tiếng thì bây giờ bệnh nhân thức giấc rất là sớm ha, do những cái triệu chứng về GERD. Thì khi bệnh nhân có một trong những cái triệu chứng sau mà kéo dài thì mình được định nghĩa là GERD về ban đêm. Tuy nhiên nó có một cái định nghĩa hẹp hơn, nó tập trung vào cái triệu chứng ở nóng là triệu chứng chính của GERD, điển hình chính của GERD. Thì định nghĩa ở nóng ban đêm đó là ở nóng mà nó gây đánh thức bệnh nhân khỏi cái giấc ngủ về đêm. Về từ tùy theo cái định nghĩa mà chúng ta có cái dịch tễ, thì trong 33 năm một cái beta analysis đánh giá tổng hợp từ năm 74 đến năm 2007 gồm 5 cái nghiên cứu, một cái dân số rất là lớn, thì người ta thấy rằng là những cái người bị GERD mà có cái triệu chứng ở nóng về đêm á, nó chiếm tỷ lệ đến 54%. Một số nghiên cứu khác ở châu Á chúng ta thì bao gồm hơn 3.000 bệnh nhân bệnh GERD á, có triệu chứng á, thì họ ghi nhận là cũng từ 52-72% là có triệu chứng GERD về ban đêm. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng là những cái bệnh nhân mà bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà có cái triệu chứng về đêm á, nó chiếm tỷ lệ đến hơn 50% ha.
Và chúng ta sẽ thấy rằng đây là một cái tỷ lệ rất là cao và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của bệnh nhân. À, chúng ta ôn lại chút xíu về cơ chế bệnh sinh của GERD thì chúng ta biết rằng là chúng ta có một cái cơ chế là chống trào ngược, tức là chúng ta có những cái cơ chế để chống cái hiện tượng trào ngược các dịch ở trong dạ dày lên thực quản mà chủ yếu là axit. À, thì những cái người mà bị GERD thì nó sẽ bị mất những cái cơ chế bảo vệ này, nó sẽ bị ảnh hưởng. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái cơ chế là thải trừ axit ha, thải trừ axit ra thực quản. Thì ở những người này cái cơ chế đầu tiên đó là nó có bất thường về thải trừ axit thực quản. Thải trừ axit thực quản này á, là nó nhờ cái nhu động của thực quản. Nhu động thực quản thì có nhu động thực quản nguyên phát và thứ phát. Nhu động thực quản nguyên phát là do cái động tắc nuốt của chúng ta đó thì nó tạo ra một cái nhu động thực quản thứ phát nguyên phát để nó mở hay là làm giãn cái cơ thắt thực quản dưới ra. Ngoài ra còn có một cái nhu động thứ phát là do cái sự khi dạ dày nó căng trướng lên á thì nó sẽ kích hoạt các receptor và nó sẽ gây ra một cái nhu động thứ phát để làm gì, để nó khi mà axit nó trào lên á thì nó sẽ làm đẩy cái axit đi xuống dưới. Thì ở những cái cơ chế đầu tiên đó là do cái thải trừ cái axit là thực quản nó bất thường. Thứ hai nữa là cái đề kháng của niêm mạc thực quản này nó bị giảm xuống á, do đó cái thực quản của chúng ta nó dễ nhạy cảm hơn người bình thường. Có nghĩa là đối với những cái kích thích bình thường, cái người bình thường không có triệu chứng thì những người này lại có triệu chứng, hoặc ngược lại cái triệu chứng nó chỉ nhẹ thôi thì trở thành nặng hơn, tức là cái tăng cái nhạy cảm. Đây là cái cơ chế tóm tắt vào năm 2021 ha. Một cái cơ chế để chúng ta cũng biết đó là sự tạo thành cái túi axit. Thì ở người bình thường thì cái túi axit này nó nhỏ và nó ở xa cái vùng tâm vị này. Nhưng mà đối với những cái người mà trào ngược á, thì cái túi axit này nó to hơn và nó rất là gần. Đó là nó đóng vai trò trong trường hợp mà trào ngược axit sau bữa ăn. Một cái cơ chế nữa khác mà có đề cập đến đó là chậm lằn trống dạ dày ha, chậm lằn trống dạ dày. À, ngay cả trong những cái trường hợp mà tăng áp lực của cái thực của dạ dày á, ngay cả những người béo phì là cái cơ chế này, hoặc là những cái người mà có thai nó cũng ảnh hưởng đến cơ chế này. Thì khi làm chậm chậm lằn trống dạ dày như vậy thì chúng ta đã biết rằng là nó sẽ kích thích cái nhu động thực quản thứ phát, và khi kích thích nhu động thực quản thứ phát thì nó là sẽ làm giãn mở cái cơ thắt thực quản dưới và nó làm tăng cái sự giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua nhiều hơn, và do đó nó xảy ra hiện tượng trào ngược. Cái cơ chế chính quan trọng nhất nó tập trung vào cái chỗ mà hàng rào ngăn chắn giữa dạ dày và thực quản, đó là chỗ nối giữa dạ dày thực quản, đó là cơ thắt thực quản dưới. Cơ thắt thực quản dưới bình thường á thì nó được cái cơ hoành của mình hỗ trợ ha. Thứ hai nó có một cái trương lực để nó chống lại cái sự trào của axit từ dạ dày lên thực quản, và nó có một cái góc cấp, đây là cái góc hít, là góc nhọn. Khi có thoát vị hoành ha thì cái cơ hoành này, nó vị trí của cơ thắt thực quản dưới này nó không còn ở vị trí bình thường nữa, nó không được hỗ trợ bởi cơ hoành, và cái góc hít này nó không bảo đảm được một cái góc hít là góc nhọn nữa thì nó cũng gây hiện tượng trào ngược. Và quan trọng hơn cả đó là cái trương lực và chức năng của cơ thắt thực quản dưới bị ảnh hưởng, và sự giãn ra của cơ thắt thực quản dưới thoáng qua ha, sự giãn này nó tăng hơn, do đó nó làm cái hiện tượng trào ngược. Như vậy trong khi ngủ thì cái sinh lý thực quản nó thay đổi như thế nào mà nó có ảnh hưởng đến trào ngược hay không? Thì trong khi ngủ người ta nhận thấy rằng có cái giảm tiết nước bọt và giảm cả lưu lượng nước bọt. Nước bọt của chúng ta nó có cái khả năng trung hòa axit ha, có khả năng trung hòa axit. Do đó khi giảm tiết và lưu lượng nước bọt thì nó mất cái khả năng trung hòa axit ở trong thực quản. Giảm tốc độ nuốt, khi giảm cái tốc độ nuốt này á, đặc biệt khi ngủ á, thì nó làm giảm cái nhu động thực quản nguyên phát. Và nhu động thực quản nguyên phát chúng ta biết là mục tiêu của nó là để thải trừ cái axit xuống dưới ở trong lòng thực quản đi xuống dưới dạ dày. Ngoài ra nó còn có cái giảm nhu động thực quản thứ phát nữa, liên quan đến cái vấn đề mà thải trừ axit ở lòng thực quản, giảm áp lực cơ thắt thực quản trên ha. Mình có hai cái cơ thắt thực quản là cơ thắt thực quản trên và cơ thắt thực quản dưới. Do đó mà khi nó giảm áp lực cơ thắt thực quản trên thì nó làm tăng lại cái nguy cơ trào ngược ngoài thực quản, đặc biệt là trào ngược ở vùng hầu họng, ở thanh quản ha, và giảm nhận thức về các kích thích trong thực quản. Khi có những cái kích thích trong thực quản thì chúng ta không có nhận thức được ha. Chính vì những cái thay đổi sinh lý trong khi ngủ như vậy á, mà nó dẫn đến cái GERD nó sẽ nết đến cái người bị GERD nó sẽ nặng hơn. Ngoài ra khi mà cái GERD này nó nặng hơn á thì nó còn có thể gây ra những cái rối loạn về giấc ngủ. Cơ chế như thế nào chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn, nhưng mà tóm lại khi GERD về ban đêm á thì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng, và những cái triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Ngoài ra cái gợt này nó có thể kèm theo những cái triệu chứng ngoài thực quản, ví dụ như ho hoặc là hen vào ban đêm nữa, cũng có thể ảnh hưởng giấc ngủ. Và một cái đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh và sẽ được nhấn mạnh ở lần sau nữa, đó là những cái khi mà nó có trào ngược lên á, thì nó sẽ kích hoạt cái khơi mào cái ý thức của mình. À, tức là khi nó cái chất axit nó trào ngược lên thì nó sẽ kích thích cái hệ thần kinh trung ương của mình, khơi mào cái ý thức của mình. À, nó làm thay đổi cái khả năng nhận thức, làm thay đổi cái quá trình xử lý của hệ thần kinh trung ương và nó làm cho chúng ta tỉnh dậy, giống như là một cái cơ chế bảo vệ vậy. Ngoài ra thì cái rối loạn giấc ngủ này nó cũng ảnh hưởng ngược trở lại gợp. À, nó có thể làm nặng lên cái gợp, có thể là do những cái thuốc mà gây rối loạn giấc ngủ này nó ảnh hưởng đến gợp, hoặc là do những cái rối loạn giấc ngủ này nó kèm theo những cái bệnh lý đi kèm, ví dụ như cái hội chứng cái ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn OSA ha, hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm khi ngủ thì cái khả năng nhạy cảm của thực quản đối với axit nó tăng lên. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng giữa gợp và giấc ngủ này, rối loạn giấc ngủ là một cái mối liên quan hai chiều, nó tạo một cái vòng luẩn quẩn ha. Nếu chúng ta điều trị, chúng ta không cắt đứt cái hai chiều này thì chúng ta sẽ không điều trị tốt được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái nghiên cứu để chứng minh rằng cái mối liên quan này. Đầu tiên chúng ta sẽ chứng minh là cái mối liên quan khi ngủ nó sẽ làm ảnh hưởng đến gợp. Chúng ta đã biết là có khi ngủ nó có là những cái thay đổi về mặt sinh lý rồi. Tuy nhiên khi ngủ này nó còn có những cái cơ chế khác nữa mà nó làm ảnh hưởng đến gợp. Cái nghiên cứu đầu tiên ha, là cái nghiên cứu vào năm 2019 khá là mới. Thì người ta nhận thấy rằng là khi bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ, mình chị nhìn ở đây, có rối loạn giấc ngủ thì những cái triệu chứng về tiêu hóa nói chung ha, và gợp nói riêng đều nặng hơn và tỷ lệ cao hơn hết. Ví dụ như ở đây ha, là cái nhóm mà bệnh nhân mà có cái triệu chứng là cái nhóm bệnh nhân mà có cái triệu chứng về gợp có triệu chứng thì nhóm mà có rối loạn giấc ngủ nó cũng cao hơn. Và cái nhóm mà bệnh nhân mà đặc biệt những cái rối loạn khác như IBS hoặc là khó tiêu chức năng thì nó cũng cao hơn ở nhóm rối loạn giấc ngủ. Và cái nghiên cứu này họ chứng minh rằng là bệnh nhân rối loạn giấc ngủ có các triệu chứng tiêu hóa cũng như mắc gợp nặng hơn và tỷ lệ nợt. Nợt tức là những cái người mà có trào ngược nhưng mà không có cái tổn thương trên nội soi á, cũng cao hơn. Một cái nghiên cứu khác là một nghiên cứu về cộng đồng cắt ngang ha, để họ chứng minh cái mối liên quan giữa cái triệu chứng tiêu hóa và rối loạn giấc ngủ. Thì đặc biệt ở đây họ thấy cái triệu chứng về ở nóng á, thì giữa hai nhóm và nhóm không có rối loạn giấc ngủ và rối loạn giấc ngủ thì nó khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và kết quả nghiên cứu này cho thấy rằng là nhóm rối loạn giấc ngủ thì có các triệu chứng gợp nặng hơn và thường xuyên hơn so với nhóm không có rối loạn giấc ngủ. Như vậy cơ chế như thế nào mà ở những cái người bị rối loạn giấc ngủ á, thì nó gây ra các triệu chứng về gợp nặng hơn và nó thường xuyên hơn? Người ta nhận thấy rằng là khi thiếu ngủ như vậy thì nó làm trầm trọng hơn gợp. Đầu tiên là do tăng nhạy cảm của thực quản, làm tăng sự tăng tiếp xúc của axit đối với thực quản. Đối với thực quản thì làm tăng cái tiếp xúc axit so với ban ngày thông qua các hormone cảm giác no và các cytokine gây viêm. Thứ hai là cái chu kỳ ngủ thức nó liên quan mật thiết đến giải phóng cytokine tiền viêm và viêm như interleukin 1, interleukin 6 và cái yếu tố hoại tử mô TNF alpha. Do đó khi thiếu ngủ thì nó làm tăng các cytokine này và những tăng các cytokine viêm này nó làm tăng cái triệu chứng gợp. Kế tiếp là khi bệnh nhân thiếu ngủ thì nó làm thay đổi cảm giác no, làm tăng mức ghrelin và giảm mức leptin. Do đó cảm giác thèm ăn và tiêu thụ thức ăn nó tăng lên, do đó ảnh hưởng cũng đến gợp. Đó là lý do chúng ta thấy tại sao có những cái người mà bị rối loạn giấc ngủ á, thì là họ lại mập, họ ăn nhiều hơn và họ sẽ mập. Kế tiếp là một số thuốc cải thiện giấc ngủ có thể gây gợp. Và cuối cùng là những cái bệnh lý đi kèm, đặc biệt là những cái bệnh lý đi kèm như là những OSA, tức là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Người ta thấy rằng cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ này nó có đi kèm với bệnh gợp của mình. Và chúng ta biết là hai cái nhóm bệnh lý này đều xảy ra trên một cái người cơ địa là béo phì hết. Và bản thân cái bệnh lý này đi kèm này cũng gây ra các triệu chứng của gợp. Đây là cái nghiên cứu chứng minh rằng là khi bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ thì cái tiếp xúc với axit ở thực quản nó tăng lên. Đây là cái người ngủ tốt, tức là cái người ngủ ít nhất được 7 tiếng trong 2 ngày liên tục, và cái người ngủ không có tốt, tức là người ngủ chỉ ít hơn hoặc là bằng 4 tiếng trong 2 ngày liên tục. Thì ở cái nhóm mà ngủ không tốt này thì họ ghi nhận rằng á là 45, gần đến 45,5% so với ở đây là tỷ lệ thấp hơn. Nó có những cái test pH bất thường, tức là cái thời gian tiếp xúc với axit bất thường. Ngoài ra đây là một cái nghiên cứu chứng minh cái nhạy cảm đối với axit ha, đối với những cái người mà bị gợp mà ban đêm nó cao hơn hẳn so với người mà có giấc ngủ tốt.
Ở cái người mà ngủ tốt á, thì người ta thấy cái khả năng nhạy cảm, cái thang điểm nhạy cảm với axit là 22.7. À, còn cái người mà hoàn toàn bình thường, đây là người bị gợt ha, còn đây người hoàn toàn bình thường thì chúng ta thấy hầu như là cái thang điểm nó không đáng kể, có 0.4 thôi. Nhưng mà nếu có cái rối loạn giấc ngủ, tức là giấc ngủ không tốt, thì cái người ở gợt này này thì cái thang điểm này nó tăng lên đến 48.3%, tức là cái khả năng nhạy cảm với axit nó tăng lên hẳn. Và ngay cả cái người bình thường không có gợt thì cũng có cái sự tăng nhạy cảm axit luôn, nếu mà có rối loạn giấc ngủ so với cái người mà có giấc ngủ tốt, tức là từ 0.24 nó tăng hơn so với 0.4. Đó là cái mối liên quan chiều thứ nhất, tức là từ giấc ngủ đưa đến gợt. Cái mối liên quan thứ hai giữa là gợt đưa đến rối loạn giấc ngủ ha. Thì cái rối loạn giấc ngủ ở người bị gợt nó có nhiều cái kiểu, nhiều cái hình thức. Thứ nhất là bệnh nhân khó ngủ lắm, khó đi vào giấc ngủ. Thứ hai là bệnh nhân đang ngủ như vậy thì bị đánh thức dậy. Thứ ba là khi bị thức dậy như vậy rồi thì bệnh nhân khó trở lại cái giấc ngủ. Thứ tư là bệnh nhân ngủ dậy rất là sớm, thức dậy rất là sớm, như lúc 3, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng. Và thức dậy như vậy họ cảm thấy rất là mệt mỏi. Đây là các nghiên cứu cho thấy rằng là ở những bệnh nhân bị gợt, bệnh nhân bị gợt mà bị rốt bị cái gợt mà nó đánh thức bệnh nhân ngủ về ban đêm á, thì đây là một nghiên cứu trên 1.200, gần 1.300 người, thì người ta ghi nhận 54% bệnh nhân này bị đánh thức khi ngủ, gợt nó đánh thức khi ngủ. Và một nghiên cứu khác thì cho thấy đánh thức khi ngủ là 57%, và một cái nghiên cứu khác là 47%, như vậy trung bình cỡ khoảng 50% thì là bệnh nhân gợt thì họ có ghi nhận rằng họ bị đánh thức dậy khi bởi các triệu chứng về gợt. À, triệu chứng chính về nóng và ban đêm nó cũng ảnh hưởng về giấc ngủ. Đây là một nghiên cứu cho thấy rằng là cái triệu chứng ở nóng á, nó làm ảnh hưởng đến khả năng ngủ ngon của họ đến 63%, cái khả năng ngủ suốt đêm xuyên đêm mà không phải thức dậy là 42%. À, bệnh nhân chỉ chợp mắt được là 39%, và bệnh nhân phải ngủ ngồi ở tư thế ngồi là 34%. Một cái đặc biệt nữa là cái tỉnh thức. Cái tỉnh thức này nó hay đi kèm với cái các biến cố trào ngược ở bệnh nhân bị gợt. Đây là một cái nghiên cứu trên 104 bệnh nhân ha, 104 bệnh nhân, thì họ ghi nhận ra là có 51,9% bệnh nhân này tỉnh, đang ngủ như vậy thì tỉnh, bị thức dậy và thức tỉnh luôn á, là 51,9%. Và những cái 51,9% này nó kèm với biến cố trào ngược của axit, tức là người ta đo pH thực quản luôn thì người ta thấy là 51,9% này khi bệnh nhân bị tỉnh, thức giấc dậy vào ban đêm á, thì có cái biến cố trào ngược chứng minh trên cái pH thực quản. Tuy nhiên trong 51,9% này là 54 bệnh nhân này không phải bệnh nhân nào cũng có triệu chứng của trào ngược hết. Tức là người ta chỉ ghi nhận có 31,5% trong 54 bệnh nhân này tỉnh vào ban đêm là có cái triệu chứng đi kèm mà nó liên quan đến cái biến cố trào ngược thôi. Như vậy rõ ràng còn khoảng 68,5% là bệnh nhân này bị thức giấc nhưng hoàn toàn không có triệu chứng, nhưng thức giấc này có liên quan đến trào ngược. Từ đó họ mới đưa ra một cái thuật ngữ, một cái từ mới là gợt im lặng, tức là silent gợt. Gợt im lặng mà chúng tôi sẽ đề cập phía sau. Lý do là làm sao? Lý do là khi có biến cố trào ngược, khi axit trào ngược lên thực quản đó, nó sẽ kích hoạt cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta, tạo ra cảm giác thức thức tỉnh, để là một cái kêu chứ, là để kích hoạt lại tất cả những cái cơ chế bảo vệ ha, cơ chế bảo vệ chống trào ngược thì làm cho bệnh nhân tỉnh dậy, nhưng mà thực sự bệnh nhân không có triệu chứng, đó gọi là gợt silent. Đây là cái gợt silent, thì người ta thấy định nghĩa gợt silent là gì? Đó là những bệnh nhân có những cái dấu hiệu khách quan của gợt nhưng mà bệnh nhân này không có triệu chứng điển hình của gợt hoặc bất kỳ triệu chứng nào của gợt. Bệnh nhân không có triệu chứng gì hết, bệnh nhân chỉ có triệu chứng là rối loạn giấc ngủ thôi. Nhưng bệnh nhân này đã được chứng minh rằng là bệnh nhân có bệnh lý gợt. Ví dụ như trên nội soi có cái minh chứng là bệnh nhân có tổn thương niêm mạc thực quản phù hợp với gợt. Bệnh nhân có Barrett thực quản, bệnh nhân có loét thực quản hoặc trên pH monitoring chứng minh rằng bệnh nhân này có gợt, tức là có tiếp xúc axit thực quản bất thường. Như vậy đối với những bệnh nhân này, chất lượng giấc ngủ kém, rối loạn giấc ngủ có thể là triệu chứng duy nhất của gợt ở những bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng của gợt mà chúng ta đã biết. Hay như vậy chúng ta sẽ để ý rằng là những bệnh nhân nào mà đôi khi không có triệu chứng gì hết hoặc là chỉ có biểu hiện trên nội soi thôi nhưng mà ban đêm vẫn có bị ảnh hưởng, tức là có ảnh hưởng đến giấc ngủ, thì chúng ta xem coi chừng đó là một cái biểu hiện của cái gợt silent và chúng ta phải can thiệp vào để chúng ta có thể giúp cho bệnh nhân ngủ ngon hơn. Một cái hiện tượng nữa mà cũng khá là một cái hiện tượng nữa mà chúng ta cũng ít đề cập đến, đó là riser reflux. Thì trong quá trình tôi điều trị bệnh nhân gợt thì
gặp một số bệnh nhân có cái hiện tượng này. Tức là hiện tượng bệnh nhân có triệu chứng vào buổi sáng ngủ dậy. Tức là trong đêm thì không có triệu chứng nha. Mà sáng vừa tỉnh giấc, vừa ngủ dậy, thậm chí chưa kịp đi ra khỏi giường vẫn còn nằm trên giường luôn, thì bệnh nhân xuất hiện những cái triệu chứng của GERD. Nó có thể là ở nóng, có thể là đau ngực. Và một cái đặc điểm, một cái rất là đặc biệt đó là bệnh nhân cảm thấy đắng miệng mấy anh chị. Đắng miệng, chua miệng ha. Tức là bác sĩ ơi, sau buổi sáng tôi ngủ dậy tôi chưa ăn uống gì hết ha. Tôi chưa có ăn uống gì hết là tôi bắt đầu có cảm giác đắng miệng. Đó là hiện tượng Reiser reflux. Cái hiện tượng này thì trong một nghiên cứu thì cho thấy rằng là nó xuất hiện 1 giờ sau khi thức dậy là 17,9%, 10 phút sau khi thức dậy là 33,3% và 20 phút sau khi thức dậy là 48,7%. Trên một cái cỡ mẫu nghiên cứu thì không có lớn lắm. Điều đó cho thấy rằng là cái hiện tượng Reiser reflux này cũng khá là thường gặp. Lý do tại sao có cái hiện tượng này, tại sao ban đêm thì không có triệu chứng gì hết mà vừa tỉnh dậy thì nó có triệu chứng, đó là khi ban đêm chúng ta ngủ chúng ta có một cái cơ chế bảo vệ. Cơ chế bảo vệ là nó có một cái cơ chế, đó là nó ức chế sự trào ngược bởi cái của cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta bằng cách ức chế sự giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua. Và khi chúng ta tỉnh thì cái cơ chế mà ức chế sự giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua này nó mất đi và nó gây ra cái trào ngược. Và bệnh nhân có triệu chứng liền ngay sau khi bệnh nhân tỉnh dậy khoảng là 10 phút hoặc 20 phút. Một cái vấn đề nữa là gợt và ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, gọi tắt là OSA ha, đây là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì nó làm cản trở một phần hoặc hoàn toàn cái thông khí khi bệnh nhân khi ngủ. Thì người ta nhận thấy giữa OSA và gợt này có một cái mối liên quan hai chiều luôn. Tức là khi OSA như vậy nó làm tăng áp lực trong lồng ngực tăng lên và nó trong cái quá trình, trong cái biến cố mà ngưng thở đó. Và khi áp lực trong lồng ngực tăng lên thì tăng gợt lên. Và cái gợt này á, đặc biệt gợt về đêm thì nó làm tăng cái phù nề ở thanh quản ha. Và rối loạn giấc ngủ thì nó cũng ảnh hưởng đến OSA. Đây là những nghiên cứu chứng minh cái mối liên quan giữa OSA và gợt. Người ta nhận thấy 64% bệnh nhân trào ngược thanh quản thì có OSA. Trào ngược thanh quản tức là trào ngược thanh quản hỏng, một cái dạng trào ngược của gợt á. Thứ hai nữa là người ta thấy rằng gợt nó có liên quan độc lập với OSA với cái OR của nó là 2,13. Có nghĩa là những cái người bị gợt thì cái nguy cơ mà đưa đến OSA nó tăng gấp 2 lần sau khi họ đã điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu. Và thứ ba nữa, một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp gồm 10 nghiên cứu mới, rất là mới vào năm 2020 thì cho thấy rằng khi họ làm cái CPAP, tức là khi thở CPAP trong điều trị OSA thì nó giảm được những cái minh chứng về gợt, như là giảm được thời gian tiếp xúc với axit thực quản, giảm được cái thời gian trào ngược lâu nhất và số lần trào ngược cũng giảm, mà ngoài ra mà họ cải thiện được cái giấc ngủ, tức là điểm số Demester. Như vậy cái hậu quả trào ngược về đêm như thế nào? Cái hậu quả trào ngược về đêm ngoài cái rối loạn giấc ngủ mà mình tập trung, nó làm tăng cái tiến triển của bệnh thực quản nhiều hơn so với cái gợt và ban ngày. Tức là cái viêm thực quản trào ngược nó cũng nhiều hơn, hoặc là những cái biến chứng liên quan đến trào ngược, ví dụ như loét, chít hẹp, Barrett thực quản và cuối cùng là ung thư, carcinoma thực quản đều tăng hơn so với cái gợt ban ngày. Và những cái biểu hiện về những biểu hiện trào ngược ngoài thực quản nó cũng nhiều hơn so với gợt ban ngày. Đó là ví dụ như hen, viêm phổi do hít, ho mãn tính và khàn tiếng. Chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề ảnh hưởng hậu quả đến cái rối loạn giấc ngủ. Đây là những nghiên cứu cho thấy rằng là khi mà cái số lần ở nóng trong tuần nó tăng dần lên thì những cái rối loạn về giấc ngủ nó cũng tăng dần theo cái số lần. Ví dụ ở đây màu đen đó tức là bệnh nhân thức giấc suốt luôn, và hoặc là bệnh nhân thức giấc lại trong khi cái này là bệnh nhân thức không ngủ được, và cái này là bệnh nhân thức dậy trong khi ngủ, thì chúng ta thấy cái tần số tỷ lệ phần trăm nó từ 44% khoảng 40-mấy% nó tăng dần lên khoảng gần 70% nếu mà bệnh nhân có cái số cơn ở nóng trong tuần nó tăng dần lên từ 3 lần trở lên. Và ngoài ra người ta cũng có một cái nghiên cứu cho thấy rằng đối với người gợt mà so với cái người không gợt á, thì cái người gợt á, cái nguy cơ các rối loạn về giấc ngủ và những cái trải nghiệm về rối loạn giấc ngủ nó cũng tăng lên cũng gần 2 lần. Và cái gợt ban ngày so với ban đêm thì cái gợt về ban đêm nó cũng tăng cái rối loạn ghi nhận về giấc ngủ cũng tăng lên khoảng 1,5 lần. Đây là một nghiên cứu rất là mới vào năm 2021 cho tới mối cái liên quan giữa cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản này với trầm cảm, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Đây là những cái thang điểm đánh giá về lo âu, trầm cảm và đi cái thang điểm đánh giá về chất lượng giấc ngủ.
Đó, thì chúng ta thấy ở cái nhóm trào ngược là màu xanh này thì cái thang điểm này đều cao hơn so với cái nhóm chứng, và cái rối loạn giấc ngủ cũng cao hơn so với nhóm chứng. Do đó họ kết luận rằng gợt làm tăng lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và có tương quan đáng kể với chất lượng cuộc sống. Như vậy thì chúng ta phải can thiệp điều trị như thế nào để chúng ta có thể là cải thiện giấc ngủ, cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh? Thì chúng ta biết rằng là giữa gợt và giấc ngủ nó là một mối liên quan hai chiều. Do đó khi điều trị chúng ta phải cắt đứt hai chiều này, một chiều từ gợt dẫn đến rối loạn giấc ngủ chúng ta điều trị gợt, một cái chiều thứ hai là bản thân cái giấc ngủ này cũng làm nặng lên cái gợt, do đó chúng ta phải cải thiện về giấc ngủ. Cái điều trị đầu tiên là thay đổi lối sống. Tức là chúng ta tránh ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ. Chúng ta phải ăn sớm và không ăn no, tức là cái giấc buổi tối trước khi 3 giờ khi đi ngủ. Khi ngủ thì cho nâng cao đầu giường và chúng ta tránh tránh nằm nghiêng phải. Chúng ta phải tránh nằm nghiêng phải. Vậy đối với ngủ thì người ta có cái gọi là vệ sinh giấc ngủ đó. Tức là chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có cái môi trường giấc ngủ, đảm bảo giấc ngủ tốt, chúng ta tắt đèn khi đi ngủ, giảm thiểu tất cả những cái xáo trộn để chúng ta có những cái giấc ngủ được bình thường. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2021 để cho chúng ta thấy rằng có những cái yếu tố về lối sống, về về thức ăn mà nó ảnh hưởng đến vấn đề trào ngược. Ăn đêm ha, ăn đêm thì nó làm tăng nguy cơ trào ngược lên gấp 5 lần ha. Ăn thêm sau khi ăn no thì tăng nguy cơ lên 2,85 lần. Do đó để tránh cái phải trào ngược về ban đêm á, thì mình tránh cái ăn đêm đi ha, và thứ hai là mình không có ăn no quá. Ngoài ra còn có ăn chay, thì ăn chay nó giảm nguy cơ xuống được khoảng 60 OR 0,34, tức là giảm nguy cơ được khoảng 66%, khá là cao. Ăn nhiều chất béo nó làm tăng nguy cơ lên gấp 7 lần. Đặc biệt ăn tối. Nếu chúng ta ăn tối trễ, tức là khi ăn tối đến khi ngủ mà dưới 3 giờ, các bạn thấy nó nguy cơ nó tăng lên gấp 7 lần ha, 7,5 lần. Rất là nhiều. Do đó mình không nên ăn trễ. Cái này là cái quan trọng vô cùng khi để mình dặn dò bệnh nhân. Ngoài ra thuốc lá, rượu vân vân thì cũng có thể ảnh hưởng đến gợt, nhưng cái phân tích tổng hợp này cho thấy rằng là cái nguy cơ nó không có cao lắm. Nó cỡ khoảng 1.2, 1.1, 1.2 thôi ha. Như vậy rõ ràng chúng ta phải dặn bệnh nhân thứ nhất là nằm nghiêng trái. Chúng ta thấy khi nằm nghiêng trái như vậy thì đây, cái dịch axit dạ dày, cái thành phần axit dạ dày ở đây nó không có trào lên. Nhưng mà khi nằm nghiêng phải thì nó trào lên rất là nhiều. Và đặc biệt là cho bệnh nhân nằm ở kê cao đầu giường, mấy anh chị nha, nằm kê cao đầu giường ở cái lên từ 15 đến 20 độ. Khi kê cao đầu giường như vậy cộng với nằm nghiêng trái thì chúng ta thấy toàn bộ cái thành phần trong đó có axit dạ dày nó nằm ở đây, và cho bệnh nhân ngủ rất là dễ vì hạn chế được cái hiện tượng trào ngược. Đây là cơ thắt thực quản ha, đây là cái thực quản. Đó là những cái tư thế nằm. Nó rất là quan trọng. Qua vấn đề thuốc, thì thuốc đối với ban đêm thì chúng ta để ý rằng là chúng ta thường á, các khuyến cáo hiện nay khi điều trị gợt á, thì chúng ta nếu mà uống PPI thì sẽ uống một, nếu mà một liều á, thì chúng ta uống trước khi ăn sáng 30 phút đến 60 phút liều duy nhất buổi sáng. Nhưng mà nếu bệnh nhân này nó có triệu chứng chủ yếu vào ban đêm á, thì mình chỉ có thể là chuyển cái uống buổi sáng nó thành uống buổi chiều trước khi ăn chiều ha. Tức là mình cho bệnh nhân uống một viên uống PPI 30 đến 60 phút trước khi ăn chiều. Hoặc là nếu bệnh nhân vừa có triệu chứng sáng và buổi chứng chiều luôn á, hoặc là mình cho bệnh nhân uống cứ sáng nhưng buổi chiều nó không cải thiện, buổi tối vẫn còn triệu chứng, thì mấy anh chị có thể là chia liều sáng chiều hoặc là tăng liều lên, sáng một liều, chiều một liều trước bữa ăn từ 30 đến 60 phút. Nhớ là trước bữa ăn nha mấy anh chị đối với PPI. Hoặc là chúng ta bổ sung thêm thuốc ức chế thụ thể H2 trước khi đi ngủ ha, ức chế thụ thể H2 trước ngay trước khi đi ngủ. Sulfafast, Gaviscon, Gaviscon đây là nó là alginate trước khi đi ngủ. Và chúng ta xem một số cái liệu pháp không dùng thuốc. Đây là một cái nghiên cứu cho thấy rằng là ở những bệnh nhân kháng trị, tức là đã sử dụng PPI một lần một ngày rồi mà triệu chứng không đáp ứng, đặc biệt là triệu chứng về đêm ha, triệu chứng về đêm nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, thì người ta cho bệnh nhân này uống rabeprazole liều lên hai lần một ngày, sáng chiều 20 mg ha, trước khi đi ăn sáng và trước khi ăn ăn chiều, thì họ thấy rằng các triệu chứng của gợt nó cải thiện. Đầu tiên là cái thang điểm toàn bộ. Cái thang điểm toàn bộ là cái thang điểm bao gồm cả thang điểm về triệu chứng gợt và các thang điểm về rối loạn giấc ngủ, thì sau điều trị cải thiện rất là rõ rệt. Đây là cái thang điểm về trào ngược cải thiện sau điều trị có ý nghĩa thống kê, và các thang điểm về rối loạn vận động ha, cũng cải thiện đáng kể. Đây là cái đánh giá về các triệu chứng về về đêm ha.
thức khi ngủ, trong quá trình bệnh nhân thức, trong quá trình ngủ, bệnh nhân mất ngủ và ban ngày, tức là bệnh nhân buồn ngủ và ban ngày, hoặc bệnh nhân về chất lượng giấc ngủ, thì chúng ta thấy đây là trước điều trị và sau điều trị thì chúng ta thấy đều cải thiện hết, có ý nghĩa thống kê. Đây, chất lượng giấc ngủ ha, chất lượng giấc ngủ tốt thì tăng lên ha, chất lượng giấc ngủ trung bình thì giảm xuống, giấc ngủ kém cũng giảm xuống, và rất kém thì giảm xuống rất là nhiều. Từ đó họ đưa ra một kết luận là gì? Khoảng một nửa bệnh nhân GERD khi được điều trị PPI liều chuẩn một lần một ngày mà có các triệu chứng GERD kháng trị. Đối với những bệnh nhân này thì họ ghi nhận khoảng 50% rối loạn giấc ngủ có liên quan rõ rệt với các triệu chứng GERD kháng trị. Và khi chúng ta điều trị ra Brazone 2 lần một ngày, sáng một lần, chiều một lần, trước khi ăn 30 đến 60 phút thì nó có hiệu quả cải thiện cả về triệu chứng về GERD và cải thiện luôn cả giấc ngủ. Một cái nghiên cứu khác thì so sánh đối đầu giữa Brazone và Pantoprazone dựa vào hai cái về cái phần trăm ha, cái phần trăm mà đưa pH acid trên 4 thì họ thấy rằng là nhóm cái Brazone cả ban ngày và ban đêm đều có khả năng đưa cái pH acid trên 4 cao hơn so với Pantoprazone. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy rằng Brazone cải thiện giấc ngủ đáng kể ở bệnh nhân GERD. Ở đây là hai cái thang điểm Epworth và thang điểm Pittsburgh. Pittsburgh thì cái thang điểm này cũng cho thấy rằng đối với Brazone và cái thang điểm này tức là thang điểm đánh giá cảm giác và buồn ngủ ban ngày á, thì nó giảm hơn đáng kể ở cái nhóm Brazone. Và cái thang điểm này đánh giá về chất lượng giấc ngủ thì cũng cải thiện ở Brazone so với placebo. Ở ban đêm á, nó gây cái GERD ban đêm, nó có cái vai trò của bùng phát acid về đêm, gọi là nocturnal gastric acid breakthrough. Cái bùng phát acid về đêm này người ta định nghĩa được như là bệnh nhân đã sử dụng PPI 2 lần một ngày rồi mà họ vẫn ghi nhận có hiện tượng là acid tăng tiếp xúc với acid về đêm ha. Thì người ta nhận thấy là khi điều trị mà thuốc ức chế thụ thể H2 á, bổ sung thêm cho những bệnh nhân đã sử dụng 2 lần PPI rồi mà vẫn còn cái hiện tượng bùng phát acid về đêm á, thì nó cải thiện được đến 52%. Đây là một cái nghiên cứu systematic review, tức là những cái tổng quan hệ thống ha, đăng trên cái hệ thống CochRange năm 2009. Ngoài ra thì chúng ta tóm lại ở cái bảng này, tức là khi điều trị bệnh nhân mà có triệu chứng về đêm thì bên cạnh can thiệp lối sống, mấy chị nhớ nha, nâng cao đầu giường nằm nghiêng bên trái, tránh ăn tối muộn là ba cái vấn đề quan trọng, rất là quan trọng mình phải dặn bệnh nhân. Vấn đề thuốc PPI có thể phải sử dụng 2 lần một ngày, sử dụng trước khi ăn chiều. Và nếu chúng ta sử dụng PPI 2 lần một ngày không hiệu quả thì chúng ta có thể thêm ức chế thụ thể H2, thêm Prokinetic hoặc là Baclofen ha. Nhưng chúng ta phải chú ý rằng để cắt đứt cái đường này, tức là cắt đứt từ rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến GERD, thì chúng ta phải cải thiện về giấc ngủ. Chúng ta cải thiện về giấc ngủ bằng cách những cái thuốc ví dụ như rameltiol hoặc là melatonin ha. Và khi chúng ta thất bại hết với những cái phương tiện điều trị nội khoa thì chúng ta mới can thiệp đến vấn đề thủ thuật. Đây là cái nghiên cứu cho thấy rằng là nghiên cứu pilot thôi, cho thấy rằng là cái rameltiol này nó cải thiện được cái giấc ngủ khi so sánh với placebo ha. Đầu tiên thì nó cải thiện các triệu chứng của GERD đã. Mấy chị thấy nè, đây là cái nhóm thuốc sử dụng thuốc rameltiol, còn nhóm là nhóm placebo. Thì cái triệu chứng ở nóng ban ngày, triệu chứng ở nóng ban đêm, triệu chứng ở nóng 24 giờ, ở trớ acid, trào ngược acid 24 giờ và tổng thang điểm liên quan đến trào ngược đều cải thiện đáng kể, rất là đáng kể so với placebo, ha, có ý nghĩa thống kê. Và đây là một cái bảng họ so sánh rằng cái thang điểm họ đánh giá và cải thiện về chất lượng giấc ngủ đó. Ví dụ như họ thấy rằng ha, cái ngủ trễ ha, rồi cái thời gian mà bị thức ha, cũng như là cái hiệu quả của giấc ngủ, tất cả đều có cải thiện khi chúng ta sử dụng thuốc này. Và cuối cùng kết luận của nghiên cứu này là rameltiol cải thiện đáng kể các triệu chứng, đầu tiên là cải thiện đáng kể các triệu chứng của GERD ha, và cải thiện luôn cả cái rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân GERD. Chúng ta qua một cái thuốc thứ hai là melatonin. Cái thuốc này thì sau khi mà tôi tìm hiểu về nó thì tôi sử dụng khá là nhiều cho bệnh nhân GERD ha. Cái melatonin chúng ta biết là do tuyến tùng nó tiết ra và nó có cái vai trò là điều hòa giấc ngủ. Nó không phải là cái thuốc ngủ, nó có tác dụng vai trò điều hòa giấc ngủ. Tuy nhiên cái melatonin này nó còn được tổng hợp từ cái tế bào ở đường tiêu hóa nè mấy chị. Ở đường tiêu hóa nó cũng được tổng hợp ra. Và nó có cái vai trò là gì? Nó tăng cái yếu tố bảo vệ ha. Nó tăng cái tưới máu ở niêm mạc, nó tăng cái prostaglandin, tức là cái chất yếu tố bảo vệ niêm mạc,
của đường tiêu hóa, tăng tiết gastrin và giảm tất cả những cái yếu tố, những cái cytokine gây viêm, ví dụ interleukin ha, hoặc là TNF, do đó nó có tác dụng bảo vệ đường tiêu hóa. Ngoài ra người ta còn nhận thấy là cái melatonin này nó còn có tác dụng là giảm tiết axit, pepsin và axit nữa. Do đó nó có vai trò không những cải thiện giấc ngủ mà nó còn có vai trò trong những cái triệu chứng của GERD. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2019. Họ đánh giá cái hiệu quả của melatonin và hoặc chất chủ vận thụ thể melatonin trong điều trị GERD. Thì cái kết quả nghiên cứu này họ cho thấy rằng là melatonin và chất chủ vận thụ thể melatonin trong điều trị GERD cải thiện đánh toàn bộ thang điểm đánh giá về các triệu chứng, bao gồm các triệu chứng về GERD và cả những cái triệu chứng liên quan đến giấc ngủ của bệnh nhân. Chúng ta tóm lại cái tất cả những cái điều trị về GERD đây là cho đến năm 2021, thì đầu tiên là chúng ta phải thay đổi GERD ban đêm, chúng ta phải thay đổi lối sống. Chúng ta thay đổi lối sống, can thiệp vào cái GERD bằng nâng cao đầu giường, tránh ăn tối muộn, tức là từ khi ăn đến khi ngủ phải trên 3 tiếng, tránh nằm nghiêng bên phải ha. Và chúng ta can thiệp về sleep, tức là can thiệp giấc ngủ bằng thực hành vệ sinh giấc ngủ thích hợp. Chúng ta can thiệp về thuốc thì nhóm thuốc liên quan đến giấc ngủ và nhóm thuốc liên quan đến GERD. Nhóm thuốc liên quan đến ngủ thì người ta có cho ở đây là melatonin, liều của nó là 3 đến 6 mg lúc ngủ, hoặc là methadone. Còn nhóm thuốc liên quan đến GERD thì chúng ta biết là PPI, hồi nãy đã trình bày với chị rồi. Ức chế thụ thể H2 trước khi đi ngủ. Baclofen có thể sử dụng. Baclofen là bước cuối cùng nha mấy chị, khi mấy chị không thể còn một phương pháp nào để giúp bệnh nhân. Isinac sử dụng 4 lần một ngày, đặc biệt là phải có một lần trước khi đi ngủ, và prokinetic trước khi đi ngủ. Còn những phương pháp không dùng thuốc khác thì liên quan đến vấn đề thủ thuật, phẫu thuật thì chúng ta đã thất bại cái phương pháp về thuốc và thay đổi lối sống. Và kết luận của cái bài trình bày hôm nay đó là GERD về đêm gây rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mối liên quan giữa GERD và rối loạn giấc ngủ là mối liên quan hai chiều, tạo ra một cái vòng luẩn quẩn. Do đó trong vấn đề điều trị GERD về đêm thì chúng ta phải gồm điều trị GERD và chúng ta phải cải thiện giấc ngủ, bao gồm thay đổi lối sống, các thuốc và phương pháp không dùng thuốc. Thì cái bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các quý vị ạ. Xin hết. Vâng, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường với bài trình bày của cô. Sau đây kính mời quý đại biểu, học viên cùng báo cáo viên chúng ta đi vào phần 2 là phần thảo luận. Đề nghị tổ thư ký sẽ đưa những câu hỏi của học viên ở các cùng phần chat và phần Zoom đưa lên slide ạ. Vâng, kính thưa giảng viên, trên các câu hỏi của học viên thì đã được tổ thư ký đưa lên các slide trên màn hình. Vâng, xin kính mời cô ạ. Thì mấy em cái đầu tiên đưa cái slide mình nhìn thấy rồi, nếu mà nằm nghiêng bên phải thì sao ạ? Nằm nghiêng bên phải thì cái nguy cơ trào ngược nó cao hơn rất là nhiều, cái hình mình gửi lên cho mấy bạn xem đó. Còn nếu mà nằm nghiêng bên trái thì bệnh nhân cải thiện rất là tốt, đúng không ạ? Mấy bạn xem lại cái slide đi ha. Thành ra mình khuyến cáo là bệnh nhân nên nằm nghiêng bên trái. Nếu mà nằm nghiêng bên trái mỏi quá thì có thể nằm ngửa, nhưng mà tuyệt đối hạn chế nằm nghiêng bên phải. Cho câu hỏi tiếp đi ạ. Cái tập thở. Cái tập thở này là thở bụng nha mấy anh chị. Thở bụng là gì? Thở bụng tức là khi mình hít vào, bụng nó phình to ra. Hít vào và khi thở ra, thở chậm và xẹp bụng xuống tối đa. Tức là một tay họ để trên ngực, một tay để ở bụng ha. Để mà khi mình thở là mình sẽ thấy là phình bụng lên và xẹp bụng xuống. Cái này nó rất là hiệu quả nha mấy anh chị. Nó có hai cái vấn đề hiệu quả. Thứ nhất là khi thở bụng như người ta thấy là tăng cái trương lực của cơ thắt thực quản dưới. Và thứ hai nữa là hỗ trợ cơ hoành, nó làm siết chặt cái cơ thắt thực quản dưới. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nó liên quan đến tâm lý. Mấy anh chị nhớ là trong cái bài lần trước tôi trình bày á, mấy anh chị, cái GERD này nè, nó hay kèm với, nó kèm với cái là gọi là rối loạn chức năng thực quản. Mà rối loạn chức năng thực quản nó liên quan đến tâm lý ha. Và trong rối loạn chức năng thực quản nó có những cái triệu chứng, ví dụ như Clobos, triệu chứng là bệnh nhân rất là khó chịu. Mà Clobos này có thể là GERD, có thể là rối loạn chức năng thực quản. Và khi mấy em, khi mà mình tập trung bệnh nhân cho thở, khi bệnh nhân tập trung vào thở tự nhiên những cái triệu chứng mà liên quan đến vấn đề tâm thần tâm lý nó sẽ giảm bớt rất là nhiều. Tự nhiên bệnh nhân mất tiêu cái cảm giác Clobos, bệnh nhân mất tiêu cái cảm giác tức ngực nữa. Thành ra cái tập thở này cứ dặn bệnh nhân khi nào mà bệnh nhân có cơ hội là bệnh nhân có tập thở bụng ha, nó rất là cải thiện. Đây là một cái nghiên cứu meta analysis mới lắm anh chị nha, năm 2019 người ta tổng hợp tất cả các nghiên cứu về vấn đề tập thở bụng, chứ không phải là cái này là chỉ mình suy luận thôi. Thành ra một trong những cái mình dặn bệnh nhân là tập thở bụng ha. Nhưng mà ban đêm khi bệnh nhân ngủ thì thở bụng nó khó lắm, cái này là phải mình phải chủ động.
Xin tiếp ạ. Cái gợt thầm lặng tức là silent gợt này á, thì là mình chỉ chứng minh được khi thứ nhất trên nội soi mình thấy có bằng chứng của gợt, tức là bệnh nhân này á, nó có cái bằng chứng của gợt, tức là có cái viêm thực quản trào ngược, có Barrett thực quản ha, nhưng bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì hết, bệnh nhân chỉ có than mất ngủ thôi, rối loạn giấc ngủ thôi. Hoặc á, là mình có điều kiện á, ví dụ ở Việt trong Nam mình chưa có đo cái pH monitoring thực quản, nhưng mà ở ngoài Hà Nội á, thì mình có cái đo được cái này, thì mình sẽ thấy rằng là khi mình đo pH monitoring thực quản thì chứng minh rằng bệnh nhân này là có trào ngược ha, nhưng bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng và bệnh nhân chỉ có rối loạn giấc ngủ, thì lúc này chúng ta có thể là can thiệp về cái mất ngủ và chúng ta cũng nên can thiệp thêm một số thuốc chống trào ngược về ban đêm ha, chống trào ngược về ban đêm để mình xem bệnh nhân có đáp ứng hay không nha. Xin tiếp ạ. Cái này mình trả lời rồi, cái vấn đề tập thở mình trả lời rồi ha. Cái vấn đề ngầm nghiêng trái chèn ép lên tim thì cái vấn đề này và liên quan đến tim mạch thì một số bệnh nhân cũng nói, nhưng mà thật sự ra cái nằm nghiêng trái này đối với bệnh nhân tim mạch á, mình thấy cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Còn nếu bệnh nhân này có bệnh lý về tim mạch mà khi họ nằm nghiêng trái mà họ có vấn đề, hoặc là đôi khi bệnh nhân cảm giác như vậy thì thôi cho, thì không nằm nghiêng trái được thì đành phải nằm kê gối cao lên nằm ngửa, nhưng mà tuyệt đối đừng nằm nghiêng phải. Đó, tức là mình nằm kê đầu giường, mấy anh chị nhớ nha, kê đầu giường tức là phải nâng từ bụng trở lên, chứ không phải là bệnh nhân ghi, mình ghi trong cái toa thuốc là kê gối cao. Một số cái toa thuốc bệnh nhân khi ra dặn dò bệnh nhân trào ngược mình ghi là nằm gối cao là hoàn toàn sai. Khi nằm gối cao như vậy nó chỉ nâng được cái đầu lên thôi, nó mắc thêm một cái bệnh nữa là thoái hóa, ảnh hưởng đến cuộc sống cổ nữa, mà nó chẳng cải thiện gì cái gợt của mình hết. Do đó ở đây là mình nằm, mục tiêu của mình là để mình nâng cái dạ dày của mình nó lên, nó cao lên để tránh cái hiện tượng trào ngược thôi. Tiếp đi ạ. Bệnh nhân nữ 60 tuổi, viêm đa xoang mãn tính, viêm dạ dày gợt 10 năm, trầm cảm mức độ trung bình, từng nội soi không có H. pylori. Bệnh nhân bị ảnh hưởng giấc ngủ nhưng thường xuyên cảm giác đắng miệng và đau thượng vị, gây khó chịu, đau ban ngày nhiều hơn, điều trị với thay đổi lối sống omeprazole bismuth nhưng không hiệu quả. Mấy anh chị nhớ rằng là trong cái thuốc ức chế bơm proton của mình, cái nhóm ức chế bơm proton của mình nó có hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là omepanto với lansoprazole, cái thế hệ thứ hai của mình là isomeprazole và rabeprazole. Thì cái định nghĩa của gợt kháng trị là gì? Khi sử dụng PPI một lần một ngày trong 8 tuần không đáp ứng gọi là gợt kháng trị ha. Nha. Cái định nghĩa này là cái định nghĩa mới mà mình hôm bữa cái hội nghị nội khoa mình trình bày với mấy bạn đó, mới năm 2021. Tuy nhiên trước đây người ta định nghĩa gợt kháng trị ở châu Âu với Mỹ đó là sử dụng 2 lần một ngày mà không đáp ứng trong vòng 12 tuần lễ. Thì ở bệnh nhân này tôi không biết cái thứ nhất là sử dụng PPI này được bao lâu rồi, có sử dụng liên tục không. Một trong những vấn đề các bạn khi điều trị mình hay nhầm là các bạn cứ cho bệnh nhân uống được khoảng 4 tuần, 5 tuần thấy bớt là ngưng mất tiêu. Các bạn ngưng như vậy là nó không có bớt, nó sẽ hết trong giai đoạn điều trị, nhưng sau đó nó sẽ bị trở lại và bị nhiều hơn nữa. Thành ra cái thời gian điều trị gợt tối thiểu theo WHO là 8 tuần lễ nha mấy anh chị nha. Nhớ là 8 tuần lễ, thành ra mình điều trị ít nhất phải 8 tuần đã. Nếu mà không đáp ứng mình mới tính. Rồi bây giờ thứ nhất, tiếp cận với gợt kháng trị, nếu ở đây đúng là điều trị 8 tuần thì tiếp cận thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất mình phải can thiệp lối sống cho chính xác, cho đúng ha, mình phải dặn dò bệnh nhân cho đúng những cái tôi đã trình bày. Cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai là chúng ta kiểm tra lại cái tuân thủ PPI, tức là PPI này uống có đúng chưa, có đúng uống trước bữa ăn 30 đến 60 phút sáng chiều hay không, uống đúng hay không, có uống kèm với những cái thuốc ức chế toan khác, ví dụ ức chế thụ thể S2 hay không. Vì ức chế bơm proton này nó bắt buộc là gì, nó phải được hoạt hóa trong môi trường axit, nên chỉ cho uống kèm theo ức chế thụ thể H2 hoặc những cái thuốc ức chế axit khác thì nó mất tác dụng. Cái thứ ba nữa là chúng ta chọn những cái PPI mạnh, những PPI ít chuyển hóa biết về ảnh hưởng của hệ thống CYP2CP9. Thì thông thường mấy chị nên chọn, khi mà thua cái PPI này mình chọn qua PPI khác, chúng ta đổi cái PPI khác, chọn qua thế hệ thứ hai, tức là rabeprazole hoặc isomeprazole. Chúng ta đổi qua hai thế hệ thứ hai. Rồi khi chúng ta đã chắc chắn rằng bệnh nhân tuân thủ tốt, chúng ta ức chế toan tối đa rồi, tức là liều tối đa là 2 lần một ngày thôi nha chị nha. Liều 2 lần một ngày, isomeprazole là 40mg nhân 2 lần một ngày, rabeprazole là 20mg nhân 2 lần một ngày, liều tối đa rồi. Và không hiệu quả nữa thì chúng ta
thêm cái ức chế thụ thể H2 vào ban đêm mình nói đó mấy chị, hoặc phối hợp thêm những thuốc khác nếu bệnh nhân ban ngày. Mấy chị có phối hợp với Rokinetic không? Trong cái nghiên cứu những lần trước tôi nói trong ban ngày mấy chị còn có những cái thuốc khác hỗ trợ nữa đối với Anginat. Anginat mấy chị sử dụng 3 hoặc 4 lần ngay sau khi ăn, phối hợp thêm Prokinetic. Prokinetic bây giờ đã được chứng minh rằng là gì, không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà Prokinetic này nó chứng minh là nó cải thiện các triệu chứng về gợt, cải thiện tất cả các triệu chứng về gợt luôn. Vì mấy chị nhớ trong cơ chế của gợt mà tôi trình bày năm 2021 có liên quan đến vấn đề là chậm làm trống dạ dày, đúng không ạ? Chậm làm trống dạ dày, như vậy vai trò Prokinetic là gì? Bên cạnh những cái cơ chế mà liên quan đến là tăng nhu động thực quản vân vân, nó còn làm gì, bớt làm nhanh cái nhanh làm trống dạ dày, như vậy nó cải thiện được vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề gì, vấn đề nhu động thực quản thứ phát, ảnh hưởng đến giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua. Do đó thêm Prokinetic, rất là nhiều thuốc mấy anh chị mình có thể hỗ trợ thêm, chứ mình chỉ sử dụng mỗi cái Omeprazole này thôi thì không hiệu quả đâu. Còn Bismuth thì không có hiệu quả gì trong cái gợt hết nha. Cái Bismuth người ta chưa nhận thấy có một cái vai trò gì trong gợt. Bismuth là một cái thuốc mà có tính chất bảo vệ niêm mạc, có tính chất bảo vệ niêm mạc và có tác dụng là điều trị diệt H. pylori, không phối hợp cái phác đồ điều trị. Chứ cái Bismuth nó không có vai trò về gợt. Do đó trong cái trường hợp này mình chỉ cứ theo các thứ tự mà người ta hướng dẫn ha, thì mình sẽ điều trị được thôi. Và một vấn đề quan trọng nữa là gì? Đối với những bệnh nhân mà thất bại PPI 2 lần một ngày thì 90% coi chừng nó là rối loạn thực quản chức năng. Rối loạn thực quản chức năng đó là gì? À, bệnh nhân này có cái trầm cảm nữa. Coi chừng nó hay đi kèm, những cái bệnh nhân mà có rối loạn về tâm thần thần kinh là hay kèm với rối loạn thực quản chức năng. Tức lúc đó mình chỉ bắt buộc phải sử dụng cái thuốc điều hòa thần kinh. Ví dụ thuốc chống trầm cảm 3 vòng, bệnh nhân này nếu sử dụng thêm amitriptyline 10mg hoặc 25mg trước khi đi ngủ rất là tốt luôn. À, sử dụng thuốc SSRI, đúng không ạ? Cái đó thì đối với những bệnh nhân này thì mình phải phối hợp rất là nhiều phương tiện, đa phương thức chứ không chỉ sử dụng Omeprazole. Để xin câu hỏi tiếp ạ. Recording in progress. À, cái câu này thì hồi nãy gọi hỏi, hồi nãy nói mới hỏi mấy anh chị rồi. À, trong cái bài trình bày của hội nội khoa vừa rồi á, tôi có cập nhật điều trị năm 2021 thì tôi có trình bày hai cái meta analysis rất là hay. Một cái meta analysis về cái gasmotin tức là mosaprine đó chị, mosaprine á, thì cái mosaprine thì cái meta analysis cho thấy rằng cải thiện triệu chứng về gợt ha, và một cái phân tích tổng hợp nữa của Prokinetic, tất cả các loại Prokinetic thì người ta cũng nhận thấy rằng là trong 2021 thì đều có cải thiện triệu chứng về gợt, bên cạnh đó cải thiện về chất lượng cuộc sống. Còn mấy chị hỏi là cái bài này ở đâu, cái bài này á, chắc là ban tổ chức cho lên cái bài này thì đã được đưa lên trong YouTube á, thì trong YouTube nó có nguyên cái bài này. Và bạn nào mà có cái Facebook của mình á, Facebook của mình là dựa vào cái chữ Khánh Tường á, cái số điện thoại, thì các bạn sẽ thấy mình có tải lên cái bài này, cái bài là nói chung về cái gợt cập nhật mới nhất năm 2021 ha. Như vậy mình chỉ có thể phối hợp Prokinetic ngay từ đầu với ức chế bơm proton nha. Đặc biệt những bệnh nhân nào mà nó còn có những cái triệu chứng liên quan đến khó tiêu, đầy bụng, chậm tiêu ha, thì mình chỉ phối hợp luôn ngay từ đầu. Và mình chỉ nhớ rằng là một bệnh nhân của chúng ta không chỉ có triệu chứng về gợt đâu, đôi khi nó kèm theo khó tiêu chức năng, hoặc nó kèm theo những cái triệu chứng của viêm đất dạ dày tá tràng, hoặc kèm theo cả các triệu chứng của IBS nữa. Tức là bệnh nhân của mình có thể phối hợp nhiều bệnh chồng lấp lên, đó là chưa tính đến cái chuyện rối loạn chức năng thực quản nữa. Thành ra khi mình điều trị mình phải cá thể hóa từng bệnh nhân nha. Tất cả những cái gì mình học về mặt lý thuyết, những cái nghiên cứu, nhưng mà mình phải từng mỗi bệnh nhân cụ thể mình sẽ biết mình sẽ sử dụng thuốc nào và phối hợp như thế nào cho nó hợp lý. Dạ, xin cho hỏi tiếp tiếp ạ. À, đối cái PPI, đối với ức chế thụ thể H2 mình nhớ là mình một trong những cái mình sợ nhất đó là hiện tượng là dung nạp thuốc ha, là bệnh nhân sẽ lờn thuốc. Do đó khi mình sử dụng từng đợt, và mấy chị người ta nhận thấy rằng là khi điều trị khoảng một vài tuần á, là bắt đầu đã có hiện tượng này rồi. Do đó thường thường khi mình ghi toa bệnh nhân là mình ghi toa ít nhất là 4 tuần đúng không ạ? Thì mình ghi toa 4 tuần, sau đó mấy chị có thể là ngưng, hoặc là 8 tuần sau đó mình ngưng một thời gian là mình sử dụng trở lại. Vì đặc biệt cái PPI, cái ức chế thụ thể H2 nó có cái hiện tượng này. À, ức chế thụ thể H2 thì sao? Hiện tại thì người ta không cho phép sử dụng ranitidine ha mấy chị ha. Thành ra mấy chị có thể sử dụng nizatidine hoặc là famotidine ha. Sử dụng một liều duy nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ. Xin câu hỏi tiếp ạ. À, một đợt điều trị thuốc thì mình nói mấy chị rồi. Một đợt điều trị thuốc trên bệnh nhân gợt
theo WGO, tức là Hiệp hội Tiêu hóa Toàn cầu, ha, là ít nhất 8 tuần lễ nha, 8 tuần lễ đối với những trường hợp gợt nặng hoặc là những cái gợt trào ngược ở mức độ LA mà mức độ CD á, thì đôi khi mấy anh chị phải điều trị đến 12 tuần lễ. Sau đó không phải là tùy bệnh nhân mà mình đánh giá lại, mà mình có thể ngưng thuốc, ha, hoặc là mình điều trị duy trì, bắt đầu maintenance therapy. Điều gì duy trì có thể là gì? Chúng ta sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả, hoặc chúng ta có thể là intermittent, tức là từng đợt, hoặc là demand therapy, tức là theo nhu cầu bệnh nhân, khi nào có triệu chứng thì chúng ta quay trở lại điều trị. Tuy nhiên, theo những cái thực hành bình thường của tôi thấy rằng là sau khi chúng ta ngưng PPI, mấy anh chị nên duy trì một cái thứ nào đó. Thứ nhất là thay đổi lối sống, thứ hai phải duy trì những cái thuốc mà sử dụng lâu dài nó không có tác dụng phụ, ví dụ như Isinat, mấy anh chị phối vẫn còn duy trì một thứ thuốc đó thì đôi khi bệnh nhân không có triệu chứng. Còn nếu bệnh nhân mà sau khi 8 tuần mà bệnh nhân cải thiện hoàn toàn, mấy anh chị giảm liều từ từ rồi hãy ngưng nha. Đang sử dụng 2 viên PPI thì giảm xuống 1 viên rồi ngưng, ha. Chứ đừng có sử dụng một đợt điều trị rất là ngắn ngày, 1 tuần, 2 tuần bệnh nhân thấy ổn rồi bệnh nhân ngưng, sau đó cũng bị trở lại thôi. Còn đối với bệnh nhân cứ mỗi lần chúng ta ngưng thuốc 8 tuần là xuất hiện triệu chứng thì thôi, mấy anh chị nhớ điều trị maintenance therapy, tức là điều trị duy trì bằng liều thấp nhất có hiệu quả, hoặc là chúng ta duy trì những cái thuốc mà thực sự bây giờ cho đến năm 2021 khi mình sử dụng PPI kéo dài á, nó vẫn có những cái biến cố, gọi là những cái biến cố bất lợi á, nó liên quan đến vấn đề sử dụng PPI lâu dài, nhưng mà hầu như cái nguy cơ của nó không có cao. OR của nó, RR của nó đều ít khi vượt quá 2, lắp 2 lần so với cái người không sử dụng PPI. Do đó chúng ta cũng không phải sợ lắm á. Còn một cái quan trọng là khi sử dụng PPI kéo dài trên 12 tuần thì mấy anh chị nhớ phải tầm soát và diệt trừ Helicobacter pylori. Cái này tôi có trình bày mấy anh chị rồi, không sợ làm gợt nặng hơn đâu. Vì nếu chúng ta không diệt trừ Helicobacter pylori cộng với cái người sử dụng PPI kéo dài á, thì sẽ làm tăng cái vấn đề recording stopped, chuyển sản, ha, viêm teo dạ dày và chuyển sản, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Thì xin tiếp. À, cái baclofen thì hôm bữa tôi cũng có trình bày mấy anh chị rồi, cũng đưa một cái meta analysis trong cái đợt vừa rồi, trong vấn đề điều trị thì baclofen mấy anh chị nhớ là chỉ áp dụng cho gợt kháng trị, thua hết rồi mình mới dùng baclofen. Thứ hai nữa là mình có thể dùng cho gợt về đêm kháng trị với cái liều là 10 mg. Cái thứ ba nữa là cái baclofen đặc biệt cho những trường hợp mà gợt, những cái gợt mà ngoài thực quản ha, thì mới sử dụng baclofen thôi. Và thông thường đối với nấc cục liên tục thì mình sử dụng làm cái đầu tiên nấc cục là phải tìm nguyên nhân nha. Một trong những nguyên nhân nấc cục đó là ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Thứ hai là vấn đề chuyển hóa, ví dụ như suy thận ha, bệnh thần mãn, hội chứng gây huyết nó cũng nấc cục vậy. Và cái vấn đề kế tiếp nữa là liên quan đến vấn đề đường tiêu hóa, trào ngược ha, viêm dạ dày cũng có thể gây nấc cục. Mình phải tìm nguyên nhân. Nếu mình tìm nguyên nhân, mình loại trừ các nguyên nhân khác rồi, mình nghĩ đây là bệnh lý dạ dày á, thì mình có thể sử dụng điều trị dạ dày. Điều trị ví dụ xài PPI, xài prokinetic trước. Prokinetic tôi hay sử dụng là domperidone ha, hoặc là mosaprine. Thì nếu mà trường hợp mà không bớt nữa thì mình mới sử dụng baclofen. Thì liều sử dụng của tôi là liều thấp thôi, 5 mg nhân 3 lần một ngày ha. Thường là mình sử dụng liều 5 mg nhân 3 lần một ngày. Thì thường xài baclofen vô, hầu như những cái ca của mình điều trị thì đều ổn hết, đều bớt nấc cục hết. Nhưng mấy chị phải nhớ tìm nguyên nhân của nấc cục nha. Cái này mình nói rồi ha, mình nói rồi, PPI trong gợt là ít nhất là 8 tuần lễ rồi. Liều của PPI, liều khuyến cáo đối với điều trị gợt nó có hai kiểu điều trị. Một cái điều trị gọi là up, một cái điều trị là down. Up tức là nhảy vô sử dụng luôn 2 lần một ngày, sau đó giảm liều. Thứ hai là down, up là sử dụng liều một lần một ngày, chứ sau đó tăng lên 2 lần một ngày. Thứ hai là down, vô là 2 lần một ngày luôn, sau đó giảm xuống 1 lần một ngày. Thì tất cả các khuyến cáo hiện nay đối với gợt ha, là điều trị 1 lần một ngày liều chuẩn, trừ những trường hợp rất là đặc biệt thì mình mới sử dụng gợt 2 lần một ngày. Đặc biệt đó là những cái gợt nặng có biểu hiện trên nội soi là trào ngược ở mức độ CD theo Los Angeles, thì người ta thấy rằng khi sử dụng PPI ở 2 lần một ngày thì hiệu quả hơn so với 1 lần một ngày. Nhưng mà khởi điểm bắt đầu thì mình chỉ có thể sử dụng PPI một lần một ngày liều chuẩn trước khi ăn sáng 30 phút. Cái đồng thuận của châu Á Thái Bình Dương mới đây năm 2021 đối với gợt nhẹ, tức là từng bệnh nhân có các triệu chứng về gợt nhưng mà nó không ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, bệnh nhân dung nạp tốt, thì họ khuyến cáo sử dụng Isinat trước, sau đó mới phối hợp với PPI. Đó là tùy thôi, nhưng mà thực sự đôi khi có những bệnh nhân họ uống Isinat và họ thấy khó chịu, vì nó là cái chất, nó là suspension, nó là cái chất
nước hết, trong khi cái PPI của chúng ta là viên viên. Cái khuyến cáo này mục tiêu là để làm gì, để hạn chế chúng ta sử dụng PPI kéo dài nhá, nó sẽ có những cái biến cố bất lợi. Tuy nhiên trong thực hành thì thường thường những cái trường hợp đó thì họ ít khi đến bệnh viện phòng khám mình lắm ha. Hoặc là họ ra ngoài họ đã sử dụng PPI, họ tự mua nhà thuốc đã bán rồi. Thành ra có thể đối với những cái khuyến cáo ở trên thế giới mà không phải châu Á Thái Bình Dương của thế giới thì họ vẫn khởi đầu mới chỉ có thể sử dụng PPI liều thấp, tức là liều chuẩn một lần một ngày. Nếu mà không đáp ứng nữa, đánh giá hết tất cả những cái nguyên nhân rồi, đánh giá hết tất cả những cái vấn đề khác mà mình thấy không đáp ứng liều chuẩn một lần một ngày thì mình chỉ có thể tăng lên 2 lần một ngày. Nhưng mà nhớ luôn luôn phải phối hợp với lối sống và nhớ kiểm soát cái tuân thủ của bệnh nhân uống PPI có đúng hay không ha. Rồi xin tiếp ạ. Đối với Barrett thực quản thì là một cái mảng khác nữa rồi ha. Barrett thực quản là một cái mảng khác, nó là một cái biến chứng của GERD. Thì mình chỉ sẽ có một cái guideline mới về điều trị và theo dõi Barrett thực quản. Nhưng ở đây chị nói Barrett thực quản khi nào xoay lại thì nó tùy thuộc vào cái chuyển sản, loạn sản nữa, khi nào xoay lại. Nhưng mà đối với PPI thì người ta thấy rằng khi sử dụng PPI liên tục, tức là còn Barrett, đặc biệt là Barrett đoạn dài nha, đoạn ngắn thì nó không thấy đâu. Barrett đoạn dài thì khi sử dụng liên tục thì nó làm giảm nguy cơ ung thư. Ha. Thì mình sẽ xem lại cái hướng dẫn điều trị của Barrett. Tiếp ạ. Biến chứng của GERD thì mình có trình bày với mấy anh chị rồi đó ha. GERD thì nó có hai loại, một cái là nó có biểu hiện trên thực quản, còn một cái hai là nó trong trên nội soi nó không có biểu hiện trên thực quản. Và biến chứng trên cái biểu hiện trên thực quản thì mình có cái gì? Mình có cái viêm thực quản do trào ngược, gọi là erosion đó. Thứ hai nữa là Barrett thực quản. Ba nó có thể là chít hẹp, có thể là loét, và sợ nhất là cái adenom, tức là ung thư ha. Còn ngoài ra cái GERD mà biến chứng ngoài thực quản nữa là còn nhiều nữa. Ngoài thực quản thì nó có thể là mình có một cái bài là GERD ngoài thực quản nữa mấy anh chị, thì nó có thể gây ảnh hưởng đến thanh quản nè ha, nó gây viêm thanh quản, nó có thể gây bài bào mòn răng, nó có thể gây hen, có thể gây sơ phổi vân vân. Xin tiếp ạ. Mình còn câu hỏi nào khác được không ạ? Trào ngược sau bữa ăn trưa, cái này cũng gặp thường xuyên. Thì thường thường ăn trưa mình ăn xong á, là mình hay nằm, đúng không ạ? Mình đâu có thời gian đâu mà mình phải đi tới đi lui rồi mình mới mình nằm. Do đó nếu những trường hợp nào mà có trào ngược sau bữa ăn trưa thì thứ dặn bệnh nhân thứ nhất là gì? Sau khi ăn trưa uống liền một cái arginat, uống nếu mà cần thì uống thêm prokinetic ha, trước khi ăn trưa để tránh cái hiện tượng là để tăng cái sự co bóp dạ dày sau khi ăn. Rồi sau khi ăn xong thì mình khi mình nằm, mình đừng có nằm đầu, mình kê cao đầu giường, hoặc là tốt nhất là mình có cái trong cơ quan mình có cái ghế bố á, hoặc là cái ghế mà cái ghế và ghế giữa thì mấy anh chị chịu khó nằm nghỉ đây 15, 20 phút, 30 phút thì tránh nằm đầu thấp xuống thôi thì nó có thể nó cải thiện được. Còn nếu mấy anh chị không ăn sáng ha, nếu mấy anh chị không ăn sáng thì mấy anh chị có thể uống PPI trước bữa ăn trưa 30 phút nha. Nhưng mà thật sự là PPI họ khuyên là uống trước ăn sáng 30 phút, tức là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Thôi được rồi. Vâng, kính thưa Phó Giáo sư Tường, thì vừa rồi lúc nãy trong bài giảng của cô có đặt vấn đề với một cái nghiên cứu về phương pháp thở bụng. Và hiện nay thì hội cũng đang có những cái cổ vũ cho cái phương pháp thở bụng của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thì xin cô có thể chia sẻ cho, tức là sau buổi cô có thể chia sẻ cho cái nghiên cứu đó để có thể nâng cao cái truyền thông, đặc biệt nhất là đối với một số các bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản hoặc các bệnh lý về đường hô hấp ạ. Mình sẽ gửi cho công ty cái nghiên cứu meta analysis về cái thở bụng ha, cái nghiên cứu mà họ tổng hợp về mấy cái nghiên cứu. Vâng, em bên hội nội khoa thì em sẽ liên lạc với cô để xin cô rồi, có cái bài đó. Mình gửi cái nguyên cái bài báo quốc tế mới lắm năm 2019-20 gì mình quên rồi, để mình gửi nha. Vâng, thưa cô, thì hiện tại thưa giảng viên cùng các đại biểu học viên, thì hiện tại các câu hỏi trong phòng Zoom cũng đã hết. Thì những câu hỏi còn lại nếu như đại biểu học viên nào có thì chúng ta có thể gửi lại sau, vì thời lượng chương trình bên đây cũng đã hết. Vâng, xin ban tổ chức xin được bế mạc buổi giảng hôm nay tại đây.
Thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn giảng viên, cảm ơn quý thầy cô trong hội đồng khoa, quý đại biểu và toàn thể học viên. Đặc biệt cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường với bài trình bày đầy ý nghĩa của vừa rồi. Cảm ơn công ty Dược Esai Việt Nam đã đồng hành tài trợ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong buổi giảng tiếp theo của ban tổ chức. Sau đây mời các học viên đã đăng ký với chương trình về cái CIMI thì chúng ta sẽ bước vào phần 3 là phần làm bài test của buổi giảng. Vâng, trên màn hình sẽ là tổ thư ký của xin chào tất cả các anh chị và các bạn đồng nghiệp nha. Hẹn có dịp chúng ta sẽ quay trở lại. Xin chào và tạm biệt và chúc các bạn làm bài tốt ha. Vâng, xin cảm ơn và chúc sức khỏe phó giáo sư ạ.